Cô Yến à, hôm nay là cà rốt được mặc quần áo đẹp đi hỏi vợ mọi người ạ. Hôm nay là Nô sẽ đi hỏi vợ cho cà rốt đây. Đấy, giữ đúng lời hứa, sau khi bác Nô lấy vợ thì sẽ cho cà rốt đi lấy vợ theo. Nè, Yến nào bình tĩnh nào. Nghe lấy vợ này ông sốt sắng hết này. Không biết con biết lấy vợ là gì không? Gặp bác béo nhé. Cà rốt đây, đấy, ông thấy chưa? Đang chuẩn bị quà để hỏi vợ cho ông đây này. Đấy, làm vợ anh nhé này. Đây, ok. Đây là quà để gọi là sang hỏi vợ cho cà rốt đây mọi người ạ. Hỏi vợ cho ông này thì tốn kém phết đấy, cà rốt ạ. Thôi nào, đã xong đi thôi. Đi, cà rốt đi, đứng lại, đứng. Rốt nào xuống nào. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay hiện tại là mình và cà rốt đang có mặt tại nhà gọi là vợ tương lai của cà rốt mọi người ơi. Hôm nay là chính thức là mang lễ đến hỏi vợ đây. Rốt nào xuống nào. Quen không? Quen không? Đi đâu? Thế rồi. Có quen không? Hello. Đây, đây, đây. Bây giờ thế nào nhỉ? Rốt thế nào nhỉ? Mời vào cũng nhỉ? Rốt thế nào nhỉ? Có nhận ra nhau không? Có nhận ra không này? Cà rốt có nhận ra nhau không? Ồ ồ ồ, thế thôi nhá, không mở cửa nữa nhá. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không đây. Thật là ngày xưa đã từng gặp nhau này. Rồi. Đây. Bác dạo này xinh gái nhỉ? Xinh gái dáng đẹp hơn trước nhiều. Nhìn nhau là đang xem ai rồi. Ông nó cất này hôm nay biết yêu rồi. Biết yêu rồi. Lần đầu tiên thấy gọi là tiếng tiếng sét ái tình này. Gặp cái bạn này từ sáng đến giờ là cứ gọi này cứ lẽo đẽo theo sau thôi, tán tỉnh nãy giờ. Bạn này là hơn cà rốt là 2 tháng tuổi. 2 tháng. Sinh ngày bao nhiêu tháng 1 này? 20. 20 tháng 1 à? Thế là 1 tháng 25 ngày. Cà rốt là 15 tháng 3. Đấy, cà rốt là chạy theo. Cà rốt là chạy theo ngay. Cà rốt là cứ lẽo đẽo theo sau bạn này thôi. Bắp. Nhau là đang xem ai rồi. Nó xa đâu rồi. Ô, bắp! Rồi, đến đây! Trời ơi, gặp trai chạy không biết để chạy. Chết rồi. A few moments later. Đi về này. Đi về nào, đi chạy kiểu đi này. Thấy trai là chạy đi. Trốn, trốn. Trốn nào đi, đi trốn này, đi về. Đây. Rồi. Nó nào thế? Đấy, tìm chạy mãi, tìm mãi thấy. Nào, đứng lại. Quay lại đâu? Quay lại đâu? Ít được ra ngoài nữa rồi, đúng không? Họ nó đang có đang xa lơ nên hay thế. Đi về nha. Xa lơ là hay thế đó, xa lơ là hay đi về nhà bước cổng thôi, bước cổng thôi. Là đi vào trong nhà nào, đi vào nhà. Ăn câu chuyện người lớn. Mới bọn trẻ con này. Rồi nha. Vào nhà, vào nhà, vào nhà. Ôi dồi ôi, rốt này rốt. Lần đầu tiên gặp, bây giờ cũng thế là rốt. Lần đầu tiên gặp là cũng không biết kiểu này. Yêu một cái nhìn đầu tiên đấy. Đây, đây. Mới gặp gỡ đi, mắt cho heo một bậc này. Thích quá gặp đẹp trai, gặp đẹp trai thích quá. Có tí nó mệt nằm tạt ra bây giờ. Nổi rốt này, cái này mà đưa lên trang này thì ai mà chịu được không? Nhịn lâu lắm rồi phải không? Bóc kẹp, bóc kẹp, bóc kẹp. Ôi dồi ôi. Rốt nhanh to nhờ. To hơn đợt trước, giờ là 36 cân. Có thể bằng loanh quanh bằng 1 cân bắp kìa. Ra ngoài. Mày rủ nhau bấy mày làm chuyện gì đấy hả? Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà Tuyên. Đây là Tuyên thì chắc là cũng một số người có thể biết rồi. Tuyên là ba của bác béo đấy. À, chào tất cả mọi người nhé. Đây, bác đây. Đây, bác đây, thẹn thùng gì hả cô gái. hôm nay là lần đầu tiên mình và cà rốt đến đây. Cũng vì một lời hứa chắc là nhiều người biết rồi. Có nghĩa là ngày trước rất nhiều người hỏi bác Nô lấy vợ cho cà rốt đi, khi nào bác Nô lấy vợ cho cà rốt thì mình đã trả lời và hứa là đợi bác Nô lấy vợ trước thì sẽ cho cà rốt tiếp bước theo sau, rốt sẽ cưới sau khi
nô yên bề gia thất, và hôm nay tháng tốt ngày lành, là nô gia đình nô có là chút quà nhỏ đến tặng gia đình bác, và có đôi lời muốn gọi là gì nhỉ bác nhỉ, cái là tốt là cũng muốn lấy bác về làm vợ này đấy, bác đồng ý không, để sau này cả hai đứa gọi là cùng sinh ra một đàn chút chít cũng thông minh cũng ngoan, cũng có thể là cũng có đứa sẽ rất cướp giống bố mẹ nó nha. Thì hôm nay gia đình nhà bác Béo rất là đây, hôm nay thì đây về chung một nhà đấy, đấy là lời mà nhà trai muốn gửi gắm đến nhà bác đây, hay là muốn gọi là cà rốt và bác được tác hợp cho cái mối đưa duyên của chúng nó đấy. Ý kiến của nhà trai thì cũng đã đưa ra, bây giờ thì mình rất muốn lắng nghe ý kiến của gia đình bác Béo. Vâng, thì đại diện cho bác Béo thì bác bác trước tiên có đôi lời, thứ nhất là gửi lời cảm ơn lời đến bác Ngô cũng như là đến bạn cà rốt đã dành thời gian đến thăm bác, thăm gia đình bác. Thì với những ý kiến mà bác Ngô vừa nói thì gia đình bác trước tiên là cảm ơn bác Ngô về cái món quà nhỏ dành cho bác cũng như gia đình bác. Thì trên phương diện hai đứa đã có những cái ấn tượng tình cảm với nhau trong cái thời gian qua, hơn hai năm trước, hai năm trước rồi đúng không? Hai năm nhau và rất ấn tượng, rất là quấn quýt, quyến luyến với nhau rồi. Thì với đại diện là ba của bác thì bác cũng mong muốn bác có một người bạn, có một người bạn tri kỷ để hai đứa nó có thể đến với nhau, ở với nhau, xây dựng nên một cái mối liên kết trong tương lai bền chặt hơn. Thì gia đình bác hoàn toàn đồng ý với cái lời đề nghị từ phía gia đình bác Tô, từ phía cả rốt, và mong trong tương lai chúng ta có hai gia đình sẽ cùng nhau phun phén, phun hợp chúng nó để cho chúng nó có thể gọi là sẽ chúng ta sẽ cùng chờ đón, có thể sẽ có một đàn chút chít rất là xinh đẹp, rất là khôn ngoan, cũng có thể rất thân đấy. Đó rồi đấy, đang quay phim mọi người, đang quay phim được cả rốt đúng không đấy, đang nãy anh hốt bên ngoài nãy này hốt bên ngoài rồi, nãy comment không vào bên này trong này rồi. Bật mí cho mọi người biết, và chính là Đốc, chính là chị gái của Đậu. Đậu, ô, đúng không mọi người ạ? Chị gái đậu của Đậu luôn. Cà rốt này là anh trai của Dương Chuột. Dương Chuột, đúng không? Hai thanh niên này gọi là đánh đĩa cả cung luôn. Hai anh em, đấy hai chị em luôn mọi người ạ. Nào, mọi người thấy nè. Đậu ơi, vô mẹ làm ngon lên này, mình quay cho mọi người xem nhé. Đấy, ông có Đậu chỉ có một mục tiêu đó là làm sao thì thực hiện được cái vấn đề cách đây 2 năm chúng ta cố gắng rồi. Đây mọi người thấy là hai đứa rất là quyến luyến bên nhau nhá. À, mệt quá. À hôm nay thật sự. Tại hôm nay là cũng là cái dịp mà gia đình nhà bác hôm nay cũng là một cái món quà nhỏ để tổ chức sinh nhật bù cho bác. Thì bác sinh vào nhật vào ngày 20 tháng 1, nhưng mà hôm đó thì chiều mình vào cái Tết âm lịch nên là chưa được tổ chức cho bác. Thì hôm nay bố ba mẹ cũng có thời gian làm một cái bánh sinh nhật nho nhỏ. À đây cà rốt là làm gì đây này, bắp là sinh nhật 20 tháng 1 mọi người ạ, còn cà rốt là 15 tháng 3. Đi xa từ nào, từ phá của ba quá à, đã rồi ăn luôn này. Nghĩa là bắp là sinh nhật trước cà rốt gần 2 tháng đấy. Đây. Bác ơi, đi ra ngoài con. Từ từ để bác chuẩn bị cho. Bác từ từ, sinh nhật mà làm loạn, bạn trai đến chơi mà. Ôi dồi ôi. Đi xuống. Trời dồi ôi. Bạn trai đến chơi mà lại thế à. Ghế của bộ não đấy con ơi. Đây mọi người có thấy này, chiếc bánh dành cho bác rất là ngon nha. Sinh nhật bác Béo. Sinh nhật bác Béo đấy. Này. Hai đứa này thì cà rốt. Nhìn quả rất nhiều món quà đặc biệt đấy, rất là to. Rốt ơi, làm gì đấy rốt ơi. Nào bắt cậu rồi nha. Cậu rồi nha. Chưa chịu. Ơi, từ con. Mới đến là ông đã nói xơi con nhà người ta rồi. Cứ phải từ từ chứ, phải gọi là tán tỉnh chứ. Cá rốt chuẩn bị quả rất to. Đấy. Bắp ơi. Nào, từ nào. Cá từ đấy, không sủa. Quá. Cá lớn. Ôi, bác cảnh. Cá rốt. Làm gì nào. Một cái xương siêu to khổng lồ này. Hai cái xương siêu to khổng lồ này. Ba xương siêu to khổng lồ này. Bắp này con ăn kiêng rồi con. Xin lỗi con đấy. Xin lỗi to này bác cảnh. Xin lỗi to này. Đây, xin lỗi to. Nào, đúng rồi. Của nhà trường lương á. Cà rốt là nhân viên bán hàng nên là. Thế là đợt này là cà rốt bị trừ lương nhiều lương không con. Đấy, con lấy lương rồi, lấy lương rồi để đi tăng gái cho nhỏ cơ đấy. Cà rốt là xin phép rồi mình nhỉ. Xin phép rồi mà sao rồi mà nói nhỉ. Mà
rất là nhiều quà. Nó khổng lồ này các bác ơi. Nào, đã xin chưa? Nào, xin chưa các bác? Ngồi đã xin chưa? Bác, xin chưa? Nào, ngồi xuống. Ngay đây. Bác cũng rất là thông minh mọi người nha. Ngồi đây cơ mà. Nào, không được như thế. Không được như thế. Bác ngồi đây, thả lên đây. Nào. À, ấn đầu cà rốt đây là ăn. Thế cần cà rốt này không? Nào. Chưa, bà chưa cho. Ôi giời ơi, đánh đá kìa. Rốt đây. Không quan tâm gì đến việc này. Quan tâm rốt ăn kìa, rốt đây. Rốt đây này. Bắt đi ra ăn đi. Này đây bà cho. Thơ ăn nó thơ. Bắt đi nó đây. Chờ lần đầu tiên là. Lần đầu tiên che xương luôn hả cả rốt. Rốt đây. Của con này. Cái rốt cao nhìn. Ôi rốt không ăn luôn rồi. Không ăn luôn. Say gái như thế hả con. Giờ chỉ muốn ăn bắp thôi. Đúng rồi. Bắp rồi. Bắp rang bơ. Rốt cả mấy. Ôi trời ơi, bắt cà rốt vào bắt này. Đưa ra ba. Đưa ra ba. Bố đi sao xuống nó ngầm. Thế á? Tôi quái lắm. Đấy, còn ra chưa? Ồ, đánh đá kìa. Này, bác. Bác. Nhã, đưa ba nào. Nào bác. Nói nhã là nhã, một quá là nhã. Bà đây. Có nghĩa là, quên ba mẹ nói cho nghe. Ừ, Rốt hái được kìa, thấy đánh đá chưa? Đánh đá hả luôn chưa? Không nghĩ là phợ tương lai của mình, phợ mình lại đánh đá thế này hả, Rốt? Bắt đầu một đống cô hỏi trên đầu rồi. Tương lai sau này sẽ như thế nào đây hả? Con là con sư tử Hà Đông, con phải hiểu rồi con ạ. Con nào Hà Đông với con là sư tử đấy. Không phải bắp đâu. Bắp đang được ăn xương nó rất là thích. Thích, ăn ở trên hết bắp này, ăn ở trên hết. Một mình hai khúc xương nha, của cà rốt một khúc á. Bây giờ cà rốt ra lấy đi, ra lấy một khúc xương đi nó gửi luôn. Rốt bây giờ đang hơi trầm cảm một tí ở Rốt. Rốt này, ta ăn đi. Rốt trầm cảm rồi. Rốt ăn đi. Rốt ăn đi con. Rốt đi về. Rốt đi về. Bye bye. 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 Bye.